Xong anh xin chào nhà, em tiếp tục phục vụ nhà chiếc máy lọc khí nhé. Daikin vầng trăng, một cái máy bán không biết là bao nhiêu chiếc rồi ạ, lên sóng quá nhiều lần. Đây. Bán gọi là bên em đặc chủ cái dòng này, bán rất nhiều luôn. Vì sao bán nhiều thì các bạn biết rồi, giá thành thời điểm là rất là vừa phải, công suất lọc khỏe, dùng cho phòng khách hay phòng ngủ đều ok hết. Con máy đa năng các bạn ạ. Đấy, đa năng luôn nhé, lọc rất tốt cho tất cả các phòng từ 10 đến 50, 55 mét vuông. Chiếc này em đã làm hình thức sạch đẹp hết rồi, chuẩn chỉ sạch đẹp long lanh. Điện đấu biến áp thành 220V rồi, tất cả các chức năng test hoạt động tốt hết thôi nhé. Để cái nút này là tắt giảm, tăng giảm ánh sáng này, hoặc là các bác giữ 2 giây thì khóa cho em, hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật, chế độ lọc khí khử mùi nhanh, tắt bật ion này, chế độ bù ẩm này, chế độ lọc khí. Đèn này báo phần trăm độ ẩm, để báo công suất lọc, báo bụi mùi, mã số 2 các bác nhé. Bằng cái qua thì đã thay mới tinh rồi. Đây, cái dòng máy này thì vượt trội hơn hẳn các cái dòng khác ở hai cột lọc tĩnh điện này. Tất cả các model khác thì không có hai cột lọc tĩnh điện này đâu các bác nhé. Bằng HEPA thay mới. Đấy, trong là màng xúc tác than khử khuẩn khử mùi. Đấy, thanh timer khử khuẩn. 5 cấp độ lọc. Riêng ở cái bộ này của nó bên trong này, các bác nhìn nó đã là một cái màng thô này, một cái HEPA này và một cái than này là 3 rồi này, hai cột lọc tĩnh điện 4 này, lọc bằng timer khử khuẩn là 5. Đấy, 5 cơ chế lọc cho một cái máy không khí thì hiệu quả không thì em sẽ lấy cái máy đo cho các bác cái bụi mịn 2.5 nhé. Mình thấy ở đây phần đây là phần bình nước bù ẩm. Những ngày hanh khô các bác cho nước vào trong bình này cho em này, các bác đổ nước vào tặng bật chế độ bù ẩm lên. Đấy, màng tạo ẩm còn rất là mới nhé. Chiếc này thì dùng phù hợp cho phòng khoảng 55 mét vuông đổ lại. Đây là cái chiếc máy đo lượng bụi mịn 2.5 PM này. Em mua trên Shopee là 600.000. Chất lượng không khí của nó báo dưới 75 là xanh các bác nhé, trên 75 cam này, còn trên 100 nữa thì là đỏ. Hôm nay chất lượng không khí khá là kém rồi này, 88. Bây giờ mình cho vào máy mình kiểm tra này, xem lại chất lượng không khí, cái luồng không khí sau khi nó thổi qua đây các bạn thì nó sẽ như thế nào, chất lượng. Đấy, các bạn nhìn này, chất lượng không khí đã xuống nhé. Đây là số này đã xuống này, tức là đồng nghĩa với chất lượng không khí của các bác tăng lên, lượng bụi mịn 2.5 PM còn rất là ít. Yeah. Đấy, đấy là hiệu quả lọc của nó. Nó sẽ lấy tất cả các cái bụi mịn các bác từ lấy luồng không khí bẩn đi qua hai mé hai bên này và thổi ra không khí sạch ở đây. Yeah. Trước đây em bán là 3.3 triệu bảo hành 1 năm nhé. Đã đầu bên áp điện 220V, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc luôn. Còn các bác xa mua thì đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác đặt mã số 2 này thì các bác giao hàng cho bên Bưu điện nhé. Đây. Tắt máy đi các bác xem này. Tắt đi một lúc thì chất lượng không khí nó sẽ lên ngay, số nó lên ngay. Vẫn thôi. Đây các bạn thấy nhé, tăng số ngay nhé. Con máy rất là đẹp các bạn. Chào các bác nhé.